lợi là quy lại không à, thấy không? Tôi nghe anh giỏi lắm cái vùng này, còn ông này á, thì cũng nói ông kia anh cũng giỏi. Thôi bây giờ tôi anh á, là thử coi ai giỏi hơn ai. Cái hai ông làm lấy cái ly cối, một ông một ly, làm một ông múc nước trắng đó vậy hà. Là bây giờ tôi làm anh uống, còn anh làm tôi uống, rồi mạnh ai nấy trục ra, trục không được thì gán chịu chết. Tôi xin kể hồi xưa có hai ông này là danh tiếng một cõi, một vùng lớn chứ không phải là vùng nhỏ. Nhưng mà bây giờ tôi quên tên hai ông này đi. Giờ tôi kể là ông ở miền Tây mình, mà một ông thì ở Kiên Giang, ông ở An Giang. Mà hai ông này gặp nhau là vì lý do gặp nhau. Tại sao gặp? Là vì cái ông anh bà con tôi mần xui với ông ở dưới Kiên Giang. Ông Kiên Giang này là ông bùa phép của ổng là kể như thần thông. Rồi ông ở An Giang mình ông này cũng là thần thông. Ông nào cũng giỏi không à. Còn cái ông ở đây là ở xóm với ông anh tôi. Rồi ông anh tôi có đám giỗ vậy đó. Mà ông anh tôi hồi đó cũng có tai tiếng, người cũng có ăn. Đó, rồi thành ra là giàu thì cũng mời mấy ông giàu vậy đó, thì cũng quen bạn bè đồ đó. Ông anh tôi có đám giỗ, cái ông mời cái ông ở gần đây, thấy không? Cái ông hai mời ông hai ở gần đây, ông lại đi đám giỗ. Còn ông mần xui á, với một ông cũng thét tiếng là ở dưới Kiên Giang. Ông kia đám giỗ, ông cũng đi lên đám giỗ. Đi lên đám giỗ rồi thì bí gì dòng bùa, nghĩa là giỏi tột bực thì nó ngứa. Cái hai ông cũng già hết trơn ơi, giống chôn. Mà ông nào ta cũng kiêng nể lắm nhờ, ở trong vùng này kiêng nể mấy ông đó lắm. Là ngồi uống nước đồ bàn trước nhất, là kêu ngoài bàn cái ghế nghi đó, đặt cái ghế nghi. Hồi đó đám tiệc sang trọng rồi đặt cái ghế nghi, rồi mấy cái bàn dài ở trong là mấy ông già với mấy cái ông mà chữ nho, mấy cái ông mà bùa phép đồ, ngồi mấy cái ghế đó không chứ không ai được ngồi. Cái hai ông ta lên ngồi uống nước rồi, thấy không? Rồi ông này nói chuyện với ông kia, dòng thiếu bùa thì nói chuyện hơi ló bùa ra. Cái ông này hơi nghịch với ông kia, thấy không? Ông nào cũng xưng là tài trời thôi, ông nào cũng xin giỏi mà giỏi sự thiệt. Cái hai ông mới rủ nhau, nó thôi bây giờ tôi thì không biết anh nghe tiếng, tôi nghe tiếng anh ở cái vùng này là anh hạng nhất, nhiều người nhiều bệnh đem lợi là hết, đem bệnh nào lợi cũng hết trơn, tà ma đem lợi là quỳ lại không à, thấy không? Tôi nghe anh giỏi lắm cái vùng này. Còn ông này thì cũng nói ông kia anh cũng giỏi. Thôi bây giờ tôi anh là thử coi ai giỏi hơn ai. Cái hai ông làm lấy cái ly cối, một ông một ly, làm một ông múc nước trắng đó vậy hà. Là bây giờ tôi làm anh uống, còn anh làm tôi uống, rồi mạnh ai nấy trục ra, trục không được thì gán chịu chết. giao nhau thì trong đám giỗ đó ăn vừa rồi hết trơn à, mấy ông già mà ăn máu giờ lỡ ăn chút cái rồi buông đũa hết. Mấy ông thanh niên đồ tôi đồ nè buông đũa nè, nghe hai ông già này coi làm sao, thiệt làm thiệt, hai ông nói là làm thiệt. Cái ông này ông làm ly nước trắng vậy, ông làm ta la đỏ như son. Ông không biết ông làm gì, ông ngồi ông dòm cái ly nước mà ông nín hinh thôi đỏ như son. Nước nó đỏ lại vậy coi thần tài không. Còn cái ông nọ ông ngồi ông dòm hơi đỏ như mực tàu á, nước như mực tàu vậy đó. Bùa gì mà hay vậy ông Úc hả? Bùa gì mà hay vậy? Bởi vậy mới nói
Trời ơi mấy ông này là kêu bằng một vùng chứ đừng có nói năm ba xã gì hết trơn á. Giỏi á, giỏi một vùng vậy đó. Hồi xưa là nói tới tên ổng là ai cũng hiểu hết trơn. Đó. Cái ông này mà ông kia mà nổ uống, đừng đưa uống với nhau. Uống với nhau rồi đấy không? Thì ông này nói với ông kia, thôi anh gắng đem ra nha. Chứ bùa của tôi là tôi không gỡ được à. Có thầy tôi gỡ chứ tôi gỡ không được. Bây giờ học chót vót rồi. Bây giờ ông thầy thì ông cao hơn ông gỡ mới được. Đó, còn ông nọ, tôi cũng vậy, anh gắng đem ra nè. Anh không đem ra anh chết à. Chứ tôi làm anh rồi tôi gỡ không được đó. Thì hai ông hứa hẹn nhau lọt hồi lại là cái ông kia đó, ông thứ tư đó, lại là ông đem ra được. Ông đem xuống giò, ông đem ra ngoài thì không được, nhưng mà tối cùng ổng rồi ông đem xuống cái giò, ông đem xuống cái giò trái vậy nè. Ông đem cái giò ông phì ra, nghĩa là cũng như là nứt quần luôn, đem phì ra. Còn ông nọ đem ra không được, ông hai ông đem ra không được. Cái hai ông thôi về, tới đám giỗ rồi hết em, hai ông thôi về. Về rồi đó thì vài ba tháng sau, cái ông ở An Giang này á, ổng đem ra không được, mà ổng lên thầy ổng thì thầy ổng chết rồi, không biết làm sao đem ra không được. Cái ông ngoại bệnh có 3-4 tháng ông chết đó. Rồi còn cái ông tư kia đó thì ổng đem được xuống dưới giò, ổng đem xuống giò rồi cái giò ổng chan ban, mà lại nhận cái giò ổng cái èo 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 thịt làm như thịt là trình ổng vậy đó, mà không hôi thối đó. Bận quần á thì ổng bự ổng nhỏ. Cắt giải cho ổng, hồi đó cắt quần lá nem được không à, cắt phải một cái ống á, ống giò bên đó phải cắt cái ống trò bự, còn ống bên kia vừa. Rồi ổng chịu vậy, ổng đi cà nhót một giò vậy đó. Cái qua năm sau ổng đi đám giỗ cho ông anh tôi nữa, thì chính tôi lại hỏi ổng, thấy ổng vậy mà đi cà nhót ăn uống đồ rồi hết. Cái tôi lại bị gì tôi ông anh mình bằng xui với ổng mà. Cái lại cũng kiên nể ổng, hồi đó tôi trai thì mình ổng già già mình cũng kiên nể, chứ ông anh mình bằng xui với ổng, mình kêu ổng bằng anh chứ đâu có kêu bằng chú bác gì. Nhưng mà tôi kêu bằng ông, bị gì nội cái vùng đó là nể ổng dữ lắm rồi. Thầy bùa mà thứ thầy bùa nhỏ nhỏ đó, trừ ra cái ông thợ đức thôi, trừ ra đó, ông thợ đức thôi. Chứ nếu như ông nào trong vùng này mà biết bùa rồi gặp ổng chắp tay hết trơn. Gặp ông tư dưới Kiên Giang hay là gặp ông hai ở An Giang, chắp tay xá hết, hụt ổng vậy đó. Rồi cái lại tôi mới vén giò ổng lên, tôi là ông tư vén giò tôi coi ông, cái ông vén lên nó dày đây mày ơi, tao giờ giò tao dày, tao nói thiệt mày, tao tới chết thôi chứ giò tao không hết, không thế nào hết. Tôi nhận vô nghe èo 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 ở trong á, mà nó lợn cận nó làm như sình rồi. Cái đó mà không chừng gọc cái da này rồi ra tin là thịt xịt hình, cái thịt đó là sình nó bảy nhừ hết trơn đó. Nhưng mà để vậy nó không thúi không ấy gì hết. Hỏi ông có nhức nhối gì không, nó hồi lúc trước nhức thì sau này nó không có nhức nữa. Nhất là thịt tao chắc sình mày ơi, nó như vậy tao chịu tới chết rồi, tao không có làm gì hết được hết trơn á. Đó là trước mắt tôi thấy rõ ràng là ông tư với ông hai này chơi bùa với nhau đó nha. Bây giờ mà hỏi ông cỡ 80-90 rồi đó không, là biết ông tư ông hai này hết trơn, biết hết. Ông nào bây giờ còn sống sót lại kể như tôi là biết cái tiếng ổng, dầu không gặp mặt ổng cũng biết tiếng. Yeah. Nghe cái tiếng của ông gian vậy đó, ở một vùng vậy đó. Kết cuộc là cái ông hai đó không ông hai chị không nổi, ông hai chết. Yeah. Còn ông tư với cái giò đó mấy tháng sau chết. Còn ông tư á, cái giò. Yeah. Cái giò này ông chịu 5-6 năm chịu luôn, chứ không có đi thầy khác hả ông Út? Thầy nào nữa chỉ cho ông được. Yeah. Ông là danh sư ở một vùng rồi, có thầy nào chỉ, có ông thầy ông chỉ mới được thôi.
Nhưng mà ông thầy ông đã chết rồi rồi, mấy ông này già hết trơn rồi, mấy ông này thầy của mấy ông này nữa thì già biết chết trơn rồi. Rồi hai hai ông thử bùa sao mà thử gì đâu mà quá mạng hả? Thử mà chết với nhau đó. Rồi ông kia là mang tật tới ông chết đó, là ông mấy năm sau ông mới chết, nhưng mà ông chết bệnh chứ không có chết vì cái vụ bùa cái giò của ông. Nhưng mà cái giò của ông là chết đem theo, không ai trị hết, không ai, ông dám tuyên bố mà ông nói ông trị cái giò ông không hết, không có thầy nào hết ngoại trừ là có ông thầy ông trị thôi, mà ông thầy ông chết rồi, ông phải chịu tật vậy. Bởi ông nói tôi, ông nói mày ơi giò tao đây chịu tới chết thôi mày ơi không có hết được đâu ông dám nói vậy mà.